đến hẹn lại len. Len, một chất liệu phổ biến trong mùa thu đông lại đang lên ngôi. Đó là những chiếc áo len mỏng để vừa đủ ấm áp và duyên dáng. Riêng với những chiếc áo khoác len mỏng, còn gọi là cardigan, là kiểu thời trang ăn khách nhất trong mùa thu vài năm trở lại đây. Áo khoác len cardigan điệu đà nhưng thanh lịch, bạn có thể mặc chúng khi đi làm, đi chơi, dạo phố đều rất đẹp. Thu nhẹ nhàng như cô nàng khoác chiếc áo len dịu dàng vậy. Hôm nay Lan Phương rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói về áo len cho mùa thu. Và bên cạnh Phương là biên tập viên Thanh Trúc. Xin chào các bạn, Thanh Trúc rất vui gặp lại các bạn trong chương trình lựa chọn áo len kỳ này. Trong cửa hàng hôm nay thì có rất là nhiều kiểu áo len, chúng ta hãy cùng đi lựa chọn nhé. Trúc ơi, là một biên tập viên thời trang thì là không biết là khuynh hướng thời trang len năm nay thì sẽ như thế nào ha? Xu hướng năm nay á, chủ yếu mọi người sẽ mặc len dạng hơi dài. Cái kiểu áo dài và tay dài, mặc dù là mình nói cái form dài nhưng mà chất liệu len nó lại mỏng. Nó không có ảnh hưởng đến cái thời tiết của châu Á lắm. Đặc biệt là chất liệu len năm nay nó có màu sắc và cái hình in rất là phong phú. Năm nay các bạn trẻ nên chọn những loại áo len có hình in thú phía trước mặt hoặc là hoa văn lập thể, cái đó rất đang thịnh hành trên thế giới hiện nay. Về màu sắc thì nó càng đa dạng càng tốt. Ví dụ như một cái áo len có hoa văn lập thể thì nó có nhiều màu phối với nhau, nó không đơn giản như trước đây nữa. Vậy theo Trúc thì năm nay các bạn sẽ mặc len theo kiểu như thế nào cho thật là đẹp? Thứ nhất, dành cho các bạn phá cách, chúng ta có thể chọn những cái kiểu áo len ngắn hay chúng ta cũng có thể gọi là áo len mà crop top. Như vậy thì các bạn có thể phối chung với một số cái kiểu quần jean lưng cao rất là trẻ trung, nó mang một chút phong cách cổ điển từ những năm 60. Đối với những bạn nào thích phong cách nữ tính và dịu dàng và cảm thấy an toàn thì chúng ta có thể chọn những kiểu áo len dài qua mông và phối hợp với quần legging. Như vậy sẽ tôn cái phần chân nhưng mà vẫn giữ được vẻ kín đáo và giản dị. Ngoài ra chúng ta còn có cái dạng áo khoác len gọi là cardigan. Thì cái áo khoác đó chúng ta nên kết hợp với áo thun ở trong hoặc là áo ba lỗ ở trong. Nó có thể tạo phong cách riêng đi ra đường hoặc là che nắng hoặc là giữ ấm. Hoặc là trong văn phòng bạn cũng có thể khoác để tránh những cái không khí lạnh từ máy lạnh trong văn phòng. Bên cạnh những chiếc áo len móc thủ công thì hiện nay đa số len trên thị trường là áo len dệt kim mỏng, rất dễ mặc, khoác cho thời tiết mát mẻ hoặc trong văn phòng máy lạnh. Khoảng cách kim đan trên áo dệt kim dày và bề mặt láng hơn, nên ít bị tình trạng sợi len trên áo bị sổ so với áo len móc hoặc đan lưới. Áo len dệt kim được sản xuất công nghiệp nên chúng rất đa dạng về chất liệu và mẫu mã. Chất liệu cao cấp để làm áo len hiện nay là cashmere, một loại len siêu mềm và đắt đỏ được tạo ra từ lông dê cashmere. Sợi cashmere thích ứng rất tốt với mọi loại khí hậu. Vì vậy, một chiếc áo len cashmere có giá thành cao gấp nhiều lần so với áo len thông thường. Để chắc chắn rằng bạn mua được một chiếc áo len bằng sợi cashmere chuẩn, hãy chọn nhãn hiệu thời trang có uy tín. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một vòng nữa để chọn ra vài kiểu nữa nha Trúc.
Nãy giờ đi lựa rất là nhiều vòng thì chắc là Trúc đã nghĩ ra nhiều kiểu để phối trong ngày hôm nay rồi đúng không? Tất nhiên rồi, nhìn qua một cái là Trúc có thể thấy là mình có thể phối rất là nhiều bộ. Vậy thì Phương sẽ là người chịu trách nhiệm thử hết tất cả những cái bộ mà Trúc phối nha. Tại vì thường ngày thì Phương cũng rất là thích mặc những kiểu áo len này á. Chúng thấy Phương mặc bộ này rất là dễ thương. Cái phần áo len bên trên á thì nó sẽ tạo cái độ mảnh mai cho phần vai và cái màu đỏ thu hút sự chú ý. Còn cái váy Trúc chọn cho Phương á là bởi vì cái váy phòng hiện giờ đang rất là thịnh trong mùa này, đặc biệt là các bạn gái trẻ muốn tạo độ trẻ trung và nữ tính. Lần này Trúc chọn kiểu áo khoác cardigan, áo khoác len mỏng. Nguyên cái bộ này nó có thể thích hợp cho các buổi đi chơi buổi tối, buổi chiều hoặc các buổi đi cắm trại. Cái áo khoác mỏng này ngoài cái việc thời trang mà nó còn có thể tạo cho chúng ta cảm giác thoải mái, che chắn. Hiện nay mình đang phối hợp theo kiểu hai chất liệu len khác nhau trên cùng một bộ trang phục. Vì tác dụng của hai chất liệu len là có thể đẩy cái độ nữ tính lên đến mức cao nhất, nên thành ra người mặc sẽ có cảm giác dịu dàng và uyển chuyển hơn. Đây là một trong những cái bộ đồ len cơ bản nhất mà các bạn gái hay chọn. Thứ nhất là áo len dài, nó thích hợp cho những người gầy. Nhưng mà khi mình bận áo len dài á, mình đừng có kéo thẳng, mình để cho nó phồng lên một chút cho nó có độ tự nhiên. Ban ngày hoặc là mình đi những cái công việc á thì mình có thể mình mặc nó với cái cổ như thế này. Trong trường hợp cổ thuyền, nếu mà bạn muốn đi chơi buổi tối với bạn bè thì mình có thể thả một bên vai xuống, như vậy nó sẽ gợi cảm hơn. Sao nãy giờ mình được một vài bộ, Phương thích bộ nào nhất? Trong tất cả 4 bộ mà Trúc lựa chọn cho Phương ấy thì là Phương thích là bộ thứ 3, tức là có một chiếc váy len phối hợp với cùng áo len luôn, màu xanh với màu đen kết hợp với nhau rất là xinh xắn. Váy mình mặc trông rất là nhẹ nhàng và dễ thương, thích hợp cho mùa thu năm nay. Rất là cảm ơn Trúc đã dành thời gian cùng với Phương đến với chuyên mục tìm chọn những cái áo len cho mùa thu. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Phương đã lựa chọn được rất nhiều kiểu áo len và đã có một bộ mới trong cái tủ quần áo của mình rồi. Và hy vọng từ những gợi ý từ chương trình, các bạn sẽ chọn ra được những kiểu áo len phù hợp với mình cho mùa thu năm nay nhé. Đặc tính của áo len là sau lần giặt đầu sẽ co, nhưng mặc lâu ngày sẽ chảy giãn, mất dáng. Vì vậy, nên dùng nước ấm khoảng 30 độ để giặt áo len. Khi xả nước cuối cùng, có thể pha với một chút giấm, áo sẽ giữ được độ đàn hồi, màu vốn có. Giặt xong không vắt liền, nên cuộn trong chiếc khăn để vắt, rồi phơi khô trên mặt phẳng. Nếu áo len bị chảy giãn, phục hồi bằng cách ngâm áo vào nhiệt độ khoảng 70-80 độ C. Nếu chỉ một bộ phận nào của áo bị giãn thì chỉ ngâm riêng chỗ đó ở nhiệt độ 40-50 độ C, ngâm khoảng 1 giờ rồi đem phơi. Stereo.